cái ly nước dừa matcha gì mà hành lá tùm lum tà la kỳ cục vậy ta ơi nhưng mà nói chứ cái quán này nó có cái món nước dừa matcha sầu riêng nguyên muối độc quyền chưa chỗ nào có luôn nè à. đã vậy còn có thêm nhiều cái món hot trend khác như là lạp xưởng nướng đá đậu hũ vân nam đồ các kiểu nữa chứ xin chào tất cả mọi người tôi là tú hiệu trưởng đấy cái món nước dừa matcha toàn là hành lá các bạn coi đầu clip là bên đây thử nghiệm món thôi nha chứ cái món nước dừa matcha có nguyên cái muối sầu riêng này mới gọi là đỉnh thiệt sự nè cái tiết trời ơi bức này mà hút miếng nước dừa thanh mát cùng với bên trên là lớp kem matcha béo ngọt đậm vị thêm cái vị ngọt ngào của muối sầu riêng nữa quá trời là hợp luôn vừa uống vừa ăn một cái cây lạp xưởng nướng đá thơm lần này nữa là quá xá đã bên này còn có thêm cả xúc xích giòn cay đậu hũ vân nam lạp xưởng mini đồ các kiểu nữa mà chỉ từ 17 bảy một phần thôi à ai mê thì nó lại chiến liền nhá